chương 1240. Báo thù giải quyết cô ta cô đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Cát Nghĩa và Triệu Lực. Nhiếp nhiên cười như không cười, khoanh tay lại nói, Cát ra, ông không cần tới gặp tôi nhanh như vậy chứ. Cát Nghĩa cười nói, không còn cách nào khác, tôi sợ không nhanh, tới lúc đó cô đi rồi tôi không tìm được cô thì làm thế nào. Cả thành phố Z còn có nơi mà Cát ra không tìm được sao. Cát ra tươi cười, chỉ vào trong phòng, tôi có thể vào trong ngồi không? Tới đây thì là khách đã là khách có lý nào lại không được vào. Nhiếp nhiên mở rộng cửa tỏ ý mời ông ta vào. Cát nghĩa đi vào, phát hiện trong phòng không có ai khác. Ông ta hơi kinh ngạc nhìn nhiếp nhiên, cô ở một mình sao? Một mình tôi ở không được sao? Nhiếp nhiên ngồi trên sofa, cười rót cho ông ta một ly nước. Cát nghĩa nhìn qua một vòng rồi cũng ngồi xuống, chỉ ít cũng phải có hai người cùng ở với cô mới được. Tôi đâu phải thiên kim tiểu thư, không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Nhiếp Nhiên cười đẩy ly trà qua. Ha hà, hà hà, cũng phải, cô mạnh như thế cơ mà. Cắt nghĩa cười nhận lấy, nhưng ông ta không uống. Nhiếp Nhiên thầm nhướng mày, biết là những người kiểu này đều có cảnh giác cơ bản nhất nên cô cũng không nói gì, tựa lưng vào sofa, ông định ngồi chỗ tôi bao lâu? Ngồi tới khi nào cô thấy đủ thì tôi mới đi. Nhiếp Nhiên khẽ cười, không nói gì thêm. Triệu Lực đứng sau sofa thấy cảnh này, chỉ thấy kỳ lạ tại sao Cắt Gia đặc biệt tới đây nhưng lại không nói một câu nào với cô Nhiếp. Nguồn, webteruienonlany.com Ban đầu, lúc cắt ra bỏ tiền mua chị thất không hề tốn sức như thế này, trực tiếp bỏ tiền ra mua rồi dẫn đi thôi, sao lần này cũng là mời người gia nhập mà lại tốn công như vậy? Hơn nữa, dường như cắt ra cũng rất bằng lòng. Lẽ nào vì cô nhấp đánh nhau giỏi hơn chị thất nên cắt ra mới nhẫn nại hết lần này tới lần khác? Sự si mê với đấu quyền anh của cắt ra đã tới mức khiến người khác phẫn nộ rồi ba người cứ yên lặng ngồi trong phòng như vậy chờ thời gian qua đi. khoảng nửa tiếng sau, nhiếp nhiên đứng lên, đang định nói các nghĩa có thể đi thì đột nhiên bên ngoài truyền vào một loạt tiếng bước chân rồn rập, sau đó là tiếng cửa phòng của nhiếp nhiên bị đập rầm rầm. không xong rồi chị nhiên mã tường có chuyện rồi. nhiếp nhiên đứng dậy cau mày ra hiệu cắt nghĩa đừng lên tiếng đi tới cửa lạnh lùng hỏi có chuyện gì. hà giai ngọc bên ngoài vội vàng nói. Mẹ Mã Tường gọi điện cho em nói từ lúc về tới giờ sắc mặt Mã Tường rất u ám, sáng nay gì ấy thấy Mã Tường cầm theo khẩu súng ra ngoài rồi. Cầm súng ra ngoài, mặt nhiếp nhiên dần lạnh đi. Đáng chết thật sớm biết vậy đã không chữa khỏi bệnh sợ súng cho anh. Chắc chắn là hôm đó tên này đã nhân lúc hỗn loạn giấu súng vào người. Sau đó vẫn chờ thời gian để đi tìm thiên giả trả thù. chương 1241. Báo thù giải quyết cô ta không ngờ lại chờ tới lúc cổ lâm được đưa đi rồi mới hành động, không thể không nói, anh ta cũng biết nhẫn nhịn thật đấy. Chị Nhiên, có phải anh ta đi báo thù cho cổ lâm không? Hà Giai Ngọc ngoài cửa lo lắng không yên, câu này còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là đúng rồi. Vốn dĩ nhiếp nhiên không muốn quan tâm chuyện này, cô chỉ tới chữa cho mã tường, giờ mã tường khỏi rồi những thứ khác không liên quan tới cô nữa cô không tốt bụng tới mức này nhưng đúng lúc cô muốn đuổi hà giai ngọc để bọn họ tự nghĩ cách thì lại nhớ ra cát nghĩa đang ở đây suy nghĩ của cô chợt thay đổi nói với hà giai ngọc ngoài cửa các cậu tới sàn đấu quyền anh trước đi tôi sẽ tới ngay vậy em đi trước đây nhiếp nhiên cục mắt xuống suy nghĩ chốc lát cuối cùng quay người nói với cát nghĩa đưa tôi đi một chuyến cô nhiếp cũng thích đi nhờ xe quá đấy tuy các nghĩa nói như vậy nhưng vẫn đứng lên cười đi ra ngoài cửa nhiếp nhiên nhún vai nói không còn cách nào khác bạn tôi đi tìm thuộc hạ của ông báo thù ông là ông chủ dù thế nào cũng phải đích thân đi một lần mới đúng chứ rời khách sạn nhiếp nhiên chờ các nghĩa ngồi vào xe rồi cũng thuận thế ngồi vào điều này khiến triệu lực kinh ngạc việc cùng ngồi ở ghế sau có ý nghĩa rất khác chỉ có ông chủ và cấp trên mới có thể làm vậy những người khác chỉ có thể ngồi ở ghế phụ đến cả chị thất trước kia được cưng chiều như vậy cũng không có tư cách ngồi ghế sau cùng cắt ra cô nhiếp này thật sự là to gan thuộc hạ là thuộc hạ chút phân biệt đẳng cấp này nên rõ ràng một chút thông qua kính chiếu hậu triệu lực nhìn cắt ra phía sau phát hiện ông ta khẽ cau mày đây là dấu hiệu ông ta tức giận hỏng rồi cô nhiếp này chết chắc rồi triệu lực thầm nghĩ tuy nhiên lúc hắn đang chờ lửa giận của cắt ra thì không ngờ ông ta lại ra lệnh lái xe đi địch không phải chứ rốt cuộc người này có lai lịch thế nào mà có thể khiến cắt ra yêu thích như vậy? Triệu lực nén sự khó hiểu trong lòng lại, lái xe hòa vào dòng xe cổ. W, E, -b -t -r U, I, E, N, O, N, L, I, N, E, -c -o -m. Sàn đấu ở ngoại thành, bọn họ xuất phát từ trung tâm thành phố, cả chuyến đi mất hơn 2 tiếng. Cuối cùng cũng tới đích nhiếp nhiên xuống xe vào trong trước. Mới tới cửa đã nghe thấy tiếng nghiêm hoài vũ kinh ngạc hét lên, mã tường ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nặng nề như có vật gì đó đổ xuống. Sau đó, lại nghe thấy nghiêm hoài vũ tức giận chất vấn, cô có cần phải tuyệt tình như vậy không, dù sao cậu ta cũng là. Tiên dạ lạnh lùng ngắt lời, là anh ta chủ động tự tìm tới chịu đòn, không liên quan gì tới tôi. Chương 1242 báo thù giải quyết cô ta lý kiêu nhưng cô cũng không nên đánh anh ta ra thành như thế này nếu cô không phục thì có thể báo thù tôi giúp anh ta tôi không có ý kiến thiên giả khiêu khích chào mời khiến lý kiêu tức giận thật sự hai lần trước chỉ vì lý kiêu nghĩ là chiến hữu nên không ra tay mà thôi nếu là kẻ địch thì nhất định cô sẽ không thua thiên giả lý kiêu lập tức thay đổi sắc mặt giao đấu với cô ta luôn hai người đều là cao thủ tuy Lý Kiêu không có đấu pháp xảo kịch như Nhấp Nhiên nhưng cũng là tay đấm trưởng thành từ quân đội. Nếu nói Nhấp Nhiên và Thiên Giả đấu với nhau là một trận đánh đẩy tranh lệch thì trận này giữa Thiên Giả và Lý Kiêu là trận đấu giữa cao thủ với cao thủ. Một người từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội, còn một người là được an viễn đạo dốc lòng dạy bảo. Hai người đều rất thông thạo với những đường bước trong quân đội. Đến cả bước tiếp theo đối phương sẽ ra chiêu gì cũng đều nắm rõ chỉ có điều dần dần thiên dạ phát hiện dường như lý kiêu không như trước kia nữa mỗi chiêu thức đều vô cùng ác liệt khiến cô ta tấn công trượt mấy lần liền. thiên dạ biết lý kiêu đang nghiêm túc thật sự nhiếp nhiên đứng ở cửa nghe thấy tiếng đấm đá tay ấn cửa nhất thời thả lỏng cô yên lặng đứng bên ngoài cô biết lần này lý kiêu sẽ không bỏ qua cho thiên dạ nữa cho dù không giống mình làm gãy một tay của cô ta nhưng dù thế nào cũng phải khiến vết thương của cô ta rách ra dì máu lần nữa mới thôi một lúc sau trong phòng lại truyền tới âm thanh một vật nặng rơi lúc này nhiếp nhiên mới mở cửa quả nhiên máu trên tay thiên giả đã lan ra hết ống tay áo cô ta đang dốc sức đứng lên còn lý kêu đứng đó lạnh lùng nhìn cô ta khi nhiếp nhiên thong thả bước vào ánh mắt lạnh như băng của thiên Dạ lập tức nhìn về phía nhiếp nhiên nhưng nhiếp nhiên không hề nhìn về phía cô ta cô đứng bên cạnh mã tường hờ hững nhìn quét qua người bị thương đang nằm dưới đất tùy ý hỏi bây giờ chúng tôi có thể đưa người đi chưa tiên giả tưởng là cô đang nói chuyện với mình còn chưa kịp nói không được thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên ngoài cửa dĩ nhiên xin mời là cát ra sao ông ta lại tới thiên giả không khỏi nhớ tới câu nói của triệu lực khoe mắt dần hiện những cảm xúc kỳ lạ cảm ơn cắt ra rồi nhiếp nhiên nói với nhóm người nghiêm hoài vũ đưa anh ta ra ngoài đi nhưng mã tường dựa lên người nghiêm hoài vũ lập tức kích động anh ta vùng vẫy tôi không đi tôi không đi tôi phải giết cô ta, giết cô ta để báo thù cho cổ lâm. Khóe mắt anh ta đỏ rực, rõ ràng là cảm xúc đang dâng tới đỉnh điểm. Thiên giả hờ hững, chỉ dựa vào anh mà đòi giết được tôi. Tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng cần xương sườn bên kia nữa đúng không? Mã tường bị cô ta kích động, lập tức đứng lên, muốn xông lên phía trước. Nghiêm hoài vũ vội vã ngăn anh ta nhưng vội, anh ta giống như phát điên, gầm lên như một con thú, trong lúc vùng vẫy, đột nhiên cả người anh ta cứng đơ, ngay sau đó là phun máu ra ngoài. Trường 1243 Báo thù giải quyết cô ta nhấp nhiên cao mày, nhân lúc mọi người giữ chặt anh ta, cô ấn nhẹ vài cái lên ngực, quả nhiên là có vài chỗ ở xương sườn bị lõm, hơn nữa còn bị lõm rất nặng có thể xương sườn đã đâm vào nội tạng rồi cần đưa ngay tới bệnh viện cảm xúc của mã tường đã sụp đổ nên căn bản không nghe bất cứ điều gì buông tôi ra buông tôi ra tôi phải giết cô ta tôi phải giết cô ta báo thù cho cổ lâm thấy anh ta còn muốn xông lên phía trước nghiêm hoài vũ vội vàng túm chặt lấy vai anh ta nói mã tường cậu đừng có điên nữa được không hiện giờ cổ lâm vẫn còn sống còn có khả năng tỉnh lại nhưng nếu cậu bắn phát súng này cậu chính là phạm nhân giết người còn chưa đợi cổ lâm tỉnh lại cậu đã bị súng giết chết rồi. Cả đời không gặp được cổ lâm đâu. Mã tường sững người lại, anh ta nhìn chầm chầm thiên giả đứng trước mặt thở dốc máu theo khóe miệng anh ta lăn xuống, nhưng cổ lâm không đáng nhận sự giày vò lần này, đều là vì cô ta, vì cô ta. Đối diện với những lời chỉ trích này, thiên giả che lấy vết thương đã rách miệng trên tay mình, chỉ lạnh lùng trần thuật lại, rốt cuộc là vì ai, anh rõ hơn tôi. Anh không dám tìm thủ phạm thật sự nên mới tìm tôi làm vật thế thân nói thật tôi không đánh chết anh đã là không tệ rồi câu nói này rõ ràng đang ám chỉ nhiếp nhiên mới là hung thủ giết người nhiếp nhiên không để ý tới điều này cô nói với cát gia bên cạnh cát gia người này tôi sẽ dẫn đi hy vọng ông không truy đuổi nữa cát gia cười xua tay rất rộng lượng nói không sao trẻ tuổi nông nổi rất bình thường điều này khiến ý lạnh nơi đáy mắt thiên dạ tăng thêm vài phần Cô ta không hiểu nhấp nhiên có gì tốt, đã không nghe mệnh lệnh của bất kỳ ai. Làm việc cũng không theo nguyên tắc, không thể nào khiến người ta tin tưởng được. Nhưng tại sao lại có nhiều người tin tưởng nhiếp nhiên như vậy? Thậm chí cả các gia cũng muốn vứt bỏ thuộc hạ nghe lời là cô ta mà quay ra thích một người hoàn toàn không để ý gì tới ông ta như vậy. Tôi muốn giết cô ta, giết cô ta. Tôi phải báo thù cho cổ lâm. Mã Tường bị ghim chặt, lúc cảm thấy người bị kéo ra ngoài cửa, anh ta bắt đầu không màng tới bản thân mình, một lần nữa vùng vẫy. "Các cậu buông tôi ra, tôi phải báo." Nhiếp Nhiên đập vào gáy Mã Tường, phút chốc cả người Mã Tường mềm nhũn, lập tức được Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy đỡ lấy. "Đưa anh ta đi đi." Sắc mặt Nhiếp Nhiên không vui. "Chuyện hôm nay phải cảm ơn cát gia, còn cả việc ông cho đi nhờ xe nữa." Lúc nói tới chuyện đi nhờ xe, nhiếp nhiên không biết cố tình hay vô ý mà nói chậm lại một chút. Các nghĩa cười với cô. Cô nhiếp khách sáo rồi. À phải rồi, chuyện kia cô cứ thử suy nghĩ một chút nhé. Nhiếp nhiên sững sờ, không ngờ cắt nghĩa lại nói thẳng ra như vậy, cô cười nhẹ, tạm biệt. Vừa ra khỏi nhà máy bỏ hoang, một chiếc xe van đã dừng bên ngoài. Tài xế từ trong xe đi ra vẫn là tài xế lần trước đưa bọn họ đi bệnh viện. chương 1244. Báo thù giải quyết cô ta cắt ra nói tôi đưa bọn cô đi bệnh viện. Nhiếp nhiên cũng không từ chối, đáp, làm phiền rồi. Hai tiếng sau, xe dừng ở trước cửa lớn bệnh viện. Bọn họ mã tường chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Lần này nhiếp nhiên không căng thẳng như trước nữa, sau khi xác nhận tài xế kia đã rời đi, cô mới đi vào phòng cấp cứu, bảo Lý kêu nói chuyện này với An Viễn Đạo, sau đó ngồi yên lặng ở đó an viễn đạo nhận được tin tức vội vàng chạy tới lúc nhìn thấy đám người kia đứng trước phòng phẫu thuật thì phẫn nộ các cô cậu đang làm cái gì thế này sao lại thay nhau vào viện vậy hả có phải là chê chuyện của cổ lâm còn chưa đủ loạn không nghiêm hoài vũ thấy anh em tốt của mình bị đánh như vậy trong lòng sớm đã không vui rồi không phải do học trò cưng của thầy làm ra sao mã tường bị thiên giả đánh gãy sáu cái xương sườn tổn thương nội tạng bác sĩ nói cũng may tới viện kịp thời nếu không toàn bộ xương gãy văng vào phổi thì không cứu nổi trong lòng an viễn đạo run lên anh ta vô cùng khó hiểu đang yên đang lành sao thiên giả lại đánh mã tường chứ còn không phải nghiêm hoài vũ kiều duy lập tức lên tiếng chặn lại lúc này nghiêm hoài vũ mới nghĩ ra lập tức im lặng an viễn đạo tức giận nói tại sao không nói tiếp vậy các cậu còn muốn giấu tôi cái gì nghiêm hoài vũ cứng đầu cứng cổ nói thầy tưởng bọn tôi không muốn nói sao là bởi vì không tin tưởng thầy mà thôi thầy gọi điện cho chính trị viên để thầy ấy qua đây có thầy ấy ở đây bọn tôi sẽ nói chính trị viên chính trị viên của các cậu tới rồi sao nghiêm hoài vũ kinh ngạc thầy chưa gặp chính trị viên của chúng tôi à chưa hề sao có thể vậy hôm đó rõ ràng thầy ấy có tới tìm bọn tôi còn nói chuyện này thầy ấy sẽ xử lý lẽ nào thầy ấy lừa chúng ta Nghiêm Hoài Vũ nhìn về phía Lý Kiêu bên cạnh, câu cuối cùng rõ ràng là đang hỏi Lý Kiêu. Không đâu, thầy ấy sẽ không lừa chúng ta. Lý Kiêu nhìn về phía Nhiếp Nhiên đang ngồi ở hành lang. Chuyện này liên quan tới sống chết của Nhiếp Nhiên, thầy ấy tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Nhiếp Nhiên vẫn thản nhiên giả bộ không biết, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian phẫu thuật dài 6 tiếng đồng hồ, bác sĩ mới đi từ bên trong ra. "Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?" Bác sĩ bị nghiêm hoài vũ túm lấy. Không sao rồi, phẫu thuật rất thành công. Có điều phải nằm giường nghỉ ngơi một thời gian mới được. Bác sĩ gạt tay anh ta ra rồi cởi khẩu trang. Là anh sao? Nghiêm hoài vũ vừa nhìn đã nhận ra người trước mắt. Trường 1245 Báo thù giải quyết cô ta anh ta không phải là Tống Nhất Thành, bác sĩ hôm qua nắm chặt tay nhiếp nhiên không buông sao. Là tôi tống nhất thành cười bệnh nhân hiện giờ đang khâu sẽ ra ngay thôi các cậu chờ thêm chút nữa nói xong anh ta liền đi thẳng tới trước mặt nhiếp nhiên nhiếp nhiên cảm thấy một cái bóng bao trùm phía trước mình từ từ mở mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía tống nhất thành phía trước tống nhất thành đứng trước mặt cô nhoèn miệng cười dáng vẻ vô cùng rộng lượng phóng khoáng cô xem tôi tốt biết bao cho dù hôm qua cô nói những lời không hay như vậy nhưng tôi vẫn giúp cô điều trị cho bạn của cô đấy nhiếp nhiên đứng dậy cô không thích cảm giác bị người khác nhìn từ trên cao xuống anh là bác sĩ chữa khỏi cho bệnh nhân là trách nhiệm của anh nhưng tôi có thể giao lại cho người khác nhiếp nhiên gật đầu giống như đồng ý với câu nói của anh ta vậy nên tôi mới thấy là không phải anh là bác sĩ của khoa thần kinh sao tại sao chuyện của khoa xương khớp anh cũng chen chân vào tống nhất thành kiêu ngạo ngẩng đầu rất không may tôi cũng có hiểu biết về trình hình vậy nên chị gãy xương cho bạn của cô cũng không thành vấn đề nhiếp nhiên nhìn hành động trẻ con của anh ta đột nhiên thấy anh ta hơi giống với hoác hoành lúc hoác hoành diễn vai chính trị viên cũng mang khuôn mặt lạnh và phong cách quản giáo nghiêm khắc chỉ có tới chỗ cô là bày vẻ nịnh nọt làm xấu tống nhất thành cũng y như vậy lúc làm việc thì mang phong cách cố chấp bá đạo rõ ràng nhưng tới chỗ cô rồi thì lại chẳng khác nào cậu học trò nhỏ nhiếp nhiên thầm lắc đầu quay người đi ra phía ngoài cô đi đâu tôi đâu có nắm tay cô cô chạy cái gì tống nhất thành thấy cô đi như vậy thì còn tưởng mình làm sai gì đó khiến cô không vui không phải tôi chạy mà là đi nghỉ ngơi nhiếp nhiên không quay đầu lại chỉ đáp tống nhất thành khó hiểu hỏi cô không thăm bạn cô sao cậu ta sẽ được đẩy ra ngoài bây giờ đây không cần nữa tôi không phải là cô giáo mầm non quản lý một đống trẻ con lúc nói câu này nhiếp nhiên đã ra tới ngoài sành cấp cứu biến mất vào bóng tối về tới khách sạn cô tắm xong liền lên thẳng giường nằm Hôm nay đi đi về về thật sự quá mệt rồi, lại ngồi ở trong bệnh viện 6 tiếng đồng hồ, đầu cô đau như muốn nổ tung. Mở điều hòa, tắt điện, còn chưa sấy khô tóc cô đã chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động rất nhỏ ngoài cửa. Cô biết là Hoác Hoành cố ý phát ra tiếng động để mình biết anh có mặt. Hoác Hoành đứng bên giường, từ tiếng thở của cô phán đoán được cô đã tỉnh lại, nhưng anh không ngồi xuống, chỉ đứng ở đó nhìn nét mặt nghiêng của cô đọc truyện tại web trên online com nhiếp nhiên mở mắt trong màn đêm đôi mắt đó sáng như sao trên trời hôm nay mã tường đi tìm thiên dạ báo thù bị cô ta đánh gãy sáu cái xương sườn tổn thương nội tạng bây giờ còn ở trong viện hoác hoành ừ một tiếng rồi từ từ ngồi xuống giọng trầm thấp em định làm thế nào tôi sẽ phối hợp với em được nhiếp nhiên gật đầu rồi lại ngủ tiếp Hoác Hoành biết hôm nay cô quá mệt nên không tiếp tục quấy giày nữa, khẽ tiếng muốn rời đi, lúc mở cửa thì nghe thấy nhiếp nhiên ở trên giường nói một câu ngây ngô tôi rửa tay rồi. Trường 1246 Báo thù giải quyết cô ta nói xong cô liền lật người thể hiện từ chối nói chuyện với anh. Vì tới bây giờ cô vẫn không hiểu được tại sao mình phải rửa tay cũng không hiểu lúc này tại sao lại phải giải thích với anh như vậy nên cô không muốn nói chuyện với Hoác Hoành nữa. Hoác Hoành sững sờ, ba giây sau mới phản ứng lại, khẽ cười rồi ừm nhẹ một tiếng. Cảm giác vui vẻ đó khiến nhiếp nhiên trên giường hơi hối hận vừa nãy mình nhiều lời. Em nghỉ sớm đi, Hoác Hoành nói rồi giúp cô đóng cửa lại. Nhiếp nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa, không nhịn được mà phiền não. Còn Hoác Hoành đứng ở ngoài cửa, ý cười trên môi càng lúc càng rõ rệt một tay anh chặn trên môi khẽ ho vài tiếng mới khống chế được sự kích động muốn cười thành tiếng cô gái này lại có thể đáng yêu như vậy sao mấy ngày sau mã tường từ nguy hóa an được trở về phòng bệnh bình thường bác sĩ nói may là còn trẻ hồi phục khá nhanh chỉ cần nằm viện một tuần là có thể xuất viện vốn dĩ sau khi kết thúc phẫu thuật quan sát hai ba ngày xong là phải chuyển vào bệnh viện quân y nhưng vì tổn thương tới nội tạng nên không được có tác động quá mạnh và lắc lư trên xe nên chỉ có thể ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian. Chờ tới khi dưỡng bệnh ổn rồi sẽ vào bệnh viện quân y làm một đợt kiểm tra và một loạt quá trình điều dưỡng. Lúc này, nghiêm hoài vũ lo lắng vết thương của mã tường nên không chịu quay về, những người khác cũng rất đoàn kết thể hiện không chịu đi. An viễn đạo bất lực đành phải cho họ thêm thời gian một tuần. Tỏ vẻ sau một tuần, tất cả mọi người đều buộc phải khởi hành về quân đội làm sao bây giờ, chị Kiều an viễn đạo chỉ cho thời gian một tuần là phải quay về, nhưng hiện giờ đã qua ba ngày rồi, chuyện của thiên dạ còn chưa giải quyết xong, chính trị viên cũng không tới. Trên đường về khách sạn, Hà Giai Ngọc rất băn khoăn, nói như cầu cứu Lý Kiêu. Ti sảnh vỗ vai cô ta. Già hiểu cô ta bình tĩnh giỏi nói, cậu đừng sốt ruột, lần này mã tường bị thiên giả đánh bị thương, nói không chừng lại là cơ hội. Thiên giả rõ ràng biết mã tường là chiến hữu mà còn ác ý như vậy. Chuyện này chắc chắn An Viễn Đảo sẽ tìm cô ta nói chuyện ra nhẽ, lúc đó sẽ là cơ hội của chúng ta. Nhưng tiên giả cũng hoàn toàn có thể nói là cô ta đang tự vệ, dù sao Mã Tường cũng chủ động muốn giết cô ta mà. Đúng vậy, đúng là Mã Tường muốn giết cô ta, nhưng chúng ta đều biết Mã Tường là vì người khác. Sĩ quan huấn luyện cũng rất rõ, nếu không phải gặp phải chuyện lớn, anh ta tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy. Đến lúc đó vừa hay có thể nói ra chuyện của cổ lâm kết hợp thêm với vết thương của mã tường thiên dạ muốn rút lui an toàn là không thể lời nói dù gì của thi sảnh khiến hà giai ngọc không kìm được mà vỗ tay tuyệt vời chiêu này hay có chuyện đánh trọng thương chiến hữu sao cô ta có thể phủi tay sạch sẽ chuyện cổ lâm được chứ nhưng chuyện này là cậu nghĩ ra sao hà giai ngọc nhìn cô ta cười gian xảo thi sảnh hơi ngại ngùng nói đây là kiểu duy nghĩ ra có điều tôi cũng có giúp suy luận mà ờ ờ ờ suy luận suy luận Hà Giai Ngọc lại cười gian xảo khiến thi sảnh muốn đánh cô ta. Có điều, để bảo đảm thì vẫn cần phải có chính trị viên bên cạnh tôi chỉ sợ tới lúc đó An Viễn Đạo lại đứng về phía thiên giả. Lý Kiêu nói. Trường 1247 báo thù giải quyết cô ta trước sự lạnh lùng của Lý Kiêu, Hà Giai Ngọc không dám vui đùa, gật đầu nói, đúng vậy, chị Kiêu nói, không sai, chúng ta vẫn phải đi tìm chính trị viên. Ba từ cuối cùng, cô ta hét như thể nổ cổ họng khiến đi sành không nhịn được mà bịt tai mình lại. Hà Giai Ngọc cậu làm cái gì vậy, tôi không biết cậu có cần gào to như vậy không? Không, không phải chính trị viên là là chính trị viên. Hà Giai Ngọc chỉ người đàn ông ở cửa sành khách sạn. Trong giọng nói khó che giấu được sự kích động. Lý Kiêu và Thi Sảnh nhìn theo hướng ngón tay cô ta chỉ, đúng thật là chính trị viên đang đứng đó. Mấy người bọn họ vội vàng chạy qua. Chính trị viên. Hoác Hoành gật đầu tôi phải tới chỗ sĩ quan an nghe anh ấy nói kết quả xử lý chuyện này nhưng tôi không biết nhiếp nhiên đang ở đâu. Các cô dẫn tôi đi. Dạ dạ dạ, Hà Giai Ngọc nhìn thấy cứu tinh của mình tới rồi thì gật đầu như gà mổ thóc nhưng vừa lên tới tầng thì phát hiện nhiếp nhiên không có ở trong phòng lúc đó nhiếp nhiên vừa quay trở về sau khi đi nói chuyện với cát nghĩa tại một nhà hàng mấy ngày nay cô nhân lúc mã tường bị bệnh mà liên tục tiếp xúc với cát nghĩa thời gian nói chuyện cứ ngày một dài lên tuy nội dung nói chuyện cơ bản không có gì quan trọng nhưng cô vẫn rất vui vẻ nói chuyện với ông ta đến lúc tiễn cát nghĩa lên xe cô cảm thấy có đôi mắt lạnh lùng đang nấp ở chỗ khuất nhìn mình cô biết cá đã cắn câu Cô giả bộ như không biết quay về khách sạn thì thấy mấy người Hà Giai Ngọc đang ngồi ở cửa phòng mình. Sao các cậu lại ở đây? Tâm trạng cô hôm nay rất tốt nên cười hỏi. Hà Giai Ngọc đứng lên đầu tiên, đi tới trước mặt cô trách móc chị Nhiên, chị đi đâu vậy? Em gõ cửa phòng chị rõ lâu mà chị không mở cửa. Dĩ nhiên nhấp nhiên không nói chuyện cắt nghĩa cho bọn họ, cô chỉ cười hỏi lại một câu, tìm tôi có việc gì vậy? Hà Giai Ngọc vội vàng chỉ hoắc hoành phía sau lưng, chị xem, ai tới kia? nhiếp nhiên khẽ gật đầu coi như chào hỏi chào chính trị viên có phải rất ngạc nhiên không em cũng thế hôm nay lúc chúng em đi về thì nhìn thấy thầy ấy chị nói xem có trùng hợp không chính trị viên nói chuyện này nhất định phải giải quyết tiên dạ dám giết người còn đánh mã tường là đã hoàn toàn mất lý trí vậy nên nhất định phải hủy nhiệm vụ của cô ta lập tức gọi cô ta trở về hà giai ngọc vừa nghĩ tới việc chính trị viên muốn giúp đỡ bọn họ liền cảm thấy khí thế ngút trời được các cậu đi trước đi, tôi hơi choáng, về uống chút nước rồi tới luôn. Nhiếp nhiên liếc nhanh qua hoắc hoành, nói. Choáng sao, sao đang tự nhiên lại choáng vậy? Hà Giai Ngọc lo lắng hỏi. Không sao, mất máu quá nhiều mà thôi, nghỉ ngơi là sẽ ổn. Nhiếp nhiên quẹt thẻ phòng, đi vào bên trong. Ồ ồ ồ, vậy bọn em cùng chị đi về uống nước nghỉ ngơi, sau đó cùng tới chỗ an viễn đạo nhé hà giai ngọc đang nói chân còn chưa bước tới đã nghe nhiếp nhiên nói một câu không cần đâu các cậu đi trước đi tôi sẽ tới ngay sau đó cửa phòng liền đóng lại đám người hà giai ngọc thấy nhiếp nhiên làm như vậy không nhịn được mà sững sờ vài giây hoác hoành lạnh lùng hạ mệnh lệnh nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi thời gian không chờ đâu nếu chính trị viên đã lên tiếng bọn họ dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời rồi ai nấy đều theo sau chính trị viên vào thang máy Nhiếp Nhiên trong phòng xác nhận tất cả mọi người đã đi hết mới mở cửa lần nữa, sau đó để hé ra một khe hẹp. Cô ngồi trong phòng, rót cho mình một gốc nước, yên tĩnh chờ đợi chủ nhân của đôi mắt lạnh lùng theo dõi mình mấy ngày nay. Chương 1248. Em không sai, người sai là cô ta, thời gian chậm chậm trôi qua trong căn phòng yên tĩnh. Nhiếp Nhiên ngồi nhìn cốc nước ấm trên bàn trà. Đột nhiên, cô khẽ nở nụ cười nhạt và chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa phòng đã bị đẩy ra, đứng ở cửa chính là người mà cô đang muốn chờ đợi thiên giả. Thiên giả nhìn cô chăm trầm, toàn thân cô ta không ngừng tỏa ra khí lạnh. Chắc cô đi nhầm phòng. Phòng của An Viễn Đạo ở phía trên. Nhấp nhiên cầm gốc nước đã nguội lên uống ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua gốc nước trong suốt phản xạ một tia sáng hát lên chiếc cổ mảnh khảnh của nhiếp nhiên, trông nó rất giống một lưỡi đau sắc bén đang muốn cắt cổ của cô. Thiên giả bị ánh sáng đó làm cho kích thích hơi thở của cô ta rõ ràng trở nên không ổn định. Nhiếp nhiên nhạy bén cảm nhận được ngay sự bất thường của cô ta nhưng cô vẫn ngồi im tại chỗ. Thấy mình bị xem thường, thiên giả vô cùng tức giận. Cô ta bước nhanh vào phòng, hất văng gốc nước trên tay nhiếp nhiên rồi tóm lấy cổ cô. Choang. Cốc nước bị đập mạnh vào mặt tường, nước trong cốc vang tung tóe khắp nơi, những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi đầy trên mặt đất. Nhiếp nhiên vẫn thản nhiên ngồi đó, không thèm để ý đến cái tay kia một giây sau có thể bẻ gãy xương cổ của mình hay không? Mày có biết mình đang làm gì không? Thiên giả khom người, cố gắng áp chế lửa giận khiến các khớp xương trắng bệch. Nhiếp nhiên nhếch miệng cười, khoan thai hỏi lại. Hẳn là tôi phải hỏi cô câu này mới đúng chứ, cô có biết mình đang làm cái gì không, thiên giả? Tiên giả rất ghét nụ cười của nhiếp nhiên, nó vừa châm chọc vừa vô cùng khiêu khích giống như cô ta là một món đồ chơi bị nhiếp nhiên đùa bỡn trong lòng bàn tay vậy. Mày đã nói cái gì với cắt ra? Tiên giả bóp của nhiếp nhiên trong giọng nói lạnh lẽo lộ ra sự nôn nóng và phẫn nộ. Nhiếp nhiên vẫn ung dung như cũ thậm chí còn tự hàn lưng vào thành ghế sofa cô ngẩng đầu nhìn thiên giả có liên quan gì đến cô à? Có liên quan gì? Cô ta lại hỏi là mình có liên quan gì? chương 1249. Em không sai, người sai là cô ta từ hôm cát nghĩa đích thân đưa Nhiếp Nhiên đến sàn quyền anh, thiên giả, đã không còn bình tĩnh được nữa. Huống chi sau đó cát nghĩa còn vì nể mặt Nhiếp Nhiên mà buông tha cho Mã Tường. Một kẻ muốn giết thuộc hạ của ông ta mà ông ta lại dễ dàng buông tha như thế. Như vậy có nghĩa là gì? Là cô ta đã bị vứt bỏ rồi phải không? khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tiên dạ cô ta bắt đầu dò hỏi hành trình của cát nghĩa và bí mật theo dõi ông ta ba ngày liền nhiếp nhiên không tự xuống lầu tiễn cát nghĩa chỉ có hôm nay cô đích thân xuống lầu mà hai người họ còn có vẻ rất vui vẻ thậm chí trước khi cát nghĩa đi nhiếp nhiên còn khẽ gật đầu nhiếp nhiên hứa hẹn cái gì với cát nghĩa sao lúc nghĩ tới vấn đề này tiên dạ hoàn toàn không thể chỉ bình tĩnh theo dõi được nữa nỗi bất an khiến cô ta phải chạy ngay đến đây Mày cố ý đúng không? Mày muốn cướp nhiệm vụ của tao, sau đó tranh thủ cơ hội cho mình lập công chuộc tội đúng không? Lúc này, tiên giả đã bị cơn giận lấn áp lý trí. Cái tay kia giống như có thể bẻ gãy cổ nhiếp nhiên bất cứ lúc nào vậy. Nhiếp nhiên khẽ cười tội. Tôi có tội gì? Người có tội là cô mới đúng chứ? Tiên giả vô cùng phẫn nộ trước cái thái độ vòng vèo không chịu hợp tác của nhiếp nhiên lực trên bàn tay cô ta đã chặt hơn một chút cô ta nói thẳng không phải mày đã nhận tội rồi sao đã nhận tội thì nên làm một đứa tội phạm cho tốt đừng có cướp đoạt công lao của người khác để rửa sạch tội danh cho mình vậy còn cô bởi vì tôi sai lầm cho nên cô có thể yên tâm thoải mái giấu giếm việc mình không từ thủ đoạn à tao không có bất kỳ cái gì cần thiết phải giấu giếm hết chuyện này vốn chính là lỗi của mày chính một tay mày đã tạo thành bi kịch của nó nhiếp nhiên bật cười, mỉa mai, cho nên phát súng kia của cô là đã cứu vớt cổ lâm mà. Vậy hẳn là cô ấy phải cảm ơn cô đã khiến cô ấy trở thành người thực vật rồi. Lời nói không nhẹ không nặng này lại làm cho hô hấp của thiên giả trở nên nặng nề, lực siết trên tay cô ta bắt đầu mạnh hơn. Mày không cần nói sang chuyện khác, nguyên nhân lớn nhất khiến nó trở thành người thực vật là vì mày, không phải à? Nếu như mày không hổ thẹn thì sao phải liều mạng tiếp cho nó 1.500cm khối máu? sắc mặt nhấp nhiên dần trở nên tái nhợt. Cô cười lạnh, đáp, đúng vậy, tôi ái náy đấy, nhưng tôi ái náy là vì trong cái khoảnh khắc tôi đẩy cô ấy vào trong, tôi đã tính toán tất cả những người có khả năng nổ súng nhưng lại không tính đến cô. Mà điều quan trọng nhất chính là cô là chiến hữu của cô ấy mà lại nổ súng muốn giết cô ấy. Nếu không phải mày đẩy nó vào thì tao cũng sẽ không nghĩ tới chuyện dùng nó để lấy lại niềm tin của cắt nghĩa. Dởm, cửa đột nhiên bị đạp mở toang ra, lực mạnh đập toàn bộ cánh cửa vào mặt tường sau đó bắn ngược trở về. Tiên giả vẫn đang nắm lấy cổ nhiếp nhiên. Nhưng ánh mắt lại chuyển hướng sang phía cửa. Nguồn uy -E com ở cửa An Viễn Đạo đang nhìn cô ta bằng ánh mắt ngỡ ngàng và phẫn nộ. Phía sau anh ta là Lý Kiêu. Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh đang hung tợn chờ đợi. Sĩ quan huấn luyện, tiên Dạ kinh ngạc hô lên. Chương 1250 em không sai người sai là cô ta cô ta không hiểu tại vì sao lúc này an viễn đạo lại xuất hiện ở đây an viễn đạo đứng đó cơn tức giận khiến lồng ngực của anh ta phập phồng trong mắt anh ta tràn ngập phẫn nộ và không thể tưởng tượng nổi em giết cổ lâm em muốn giết đồng đội của mình tiên dạ quay đầu nhìn nhiếp nhiên mặt cô ta trầm xuống mày bẫy tao nhiếp nhiên cười lạnh hỏi thì làm sao chẳng lẽ tôi phải tiếp tục chịu tội thay cô à tiên giả bóp tay mạnh hơn nghiến răng nghiến lợi nói đương nhiên chuyện này ngay từ đầu đã là lỗi của mày là mày đẩy nó vào nếu nói muốn giết người thì chính mày mới là kẻ đầu tiên muốn giết nó tiên giả dùng sức khiến nhiếp nhiên cảm thấy rất khó chịu nhưng cô không hề phản kháng mà còn tỏ vẻ bất lực không thể đánh trả được biểu hiện giả tạo này khiến an viễn đạo đang trong cơn thịnh nộ càng thêm tức giận cô mau buông ra thiên giả cô không thấy chị nhiên đang không thở nổi đấy à Hà Giai ngọc lo lắng kêu lên. Tao không thả, nó là hung thủ, tao muốn giết chết nó. Thiên Dạ hung ác nhìn người trong tay mình. Thiên giả, em dừng ngay lại cho tôi. Ăn viễn đạo quá to. Nó là thủ phạm, chính nó mới là người đẩy cổ lâm đi vào, vì sao tất cả các người đều đứng về phía nó, vì sao? Cảm xúc của thiên Dạ bắt đầu kích động mãnh liệt. Tay của thiên Dạ dừng lại, chứng sợ súng không thể nào hôm đấy lúc giết tao kỹ thuật bắn súng của thằng đó rất chuẩn xác nổ súng không hề thấy do dự nếu tao không tránh kịp thì hiện giờ người chết chính là tao đấy như thế chỉ có thể nói là hiệu quả chữa trị của tôi không tệ hoác hoành ở ngoài cửa nhìn thấy sắc mặt nhiếp nhiên tái đi giọng nói suy yếu như vậy mà cô vẫn không chịu phản kích trong lòng cũng trở nên nóng này anh rất sợ thiên giả đang trong tâm trạng căng thẳng nhỡ tay một cái bóp chết nhiếp nhiên thật thì sao anh không tiếp tục do dự nữa mà tiện tay vớ lấy cái chậu hoa ở cạnh cửa ném tới. Thiên giả bèn lập tức thả lỏng tay ra, nghiêng người tránh đi. Chậu hoa kia đập vào tường, vỡ toang. Cổ nhiếp nhiên được buông lỏng, không khí bỗng tràn vào phổi khiến cô ho sặc sủa. Tao không tin mày, mày chỉ là đang kiếm cớ để giải vây cho chính mình. Nhiếp nhiên ngồi thẳng lên đáp, được thôi, cứ coi như là tôi đang lấy cớ đi, cứ coi như đúng là tôi muốn giết cổ lâm đi, nhưng đó cũng không phải là cái cớ để cô có thể giết cô ấy đúng không? Bởi vì tôi muốn giết cô ấy cho nên cô nổ súng à? Thế có nghĩa là cô giúp tôi? Tình cảm giữa chúng ta tốt như vậy sao? Chương 1251 Em không sai, người sai là cô ta cảm xúc tức giận của thiên giả như bị dập tắt đột ngột đừng có nói bởi vì tôi muốn giết người mà cho cô cái cớ để nổ súng. Tôi và cô là hai cá thể khác nhau, tôi đẩy người hay muốn giết người thì đó cũng là vấn đề của tôi. Nhưng cô dựa vào cái gì mà bắn phát súng kia? Đương nhiên là bởi vì mày. Tiên dạ còn chưa kịp tìm từ thì đã bị nhiếp nhiên ngắt lời, bởi vì tôi cái gì? Bởi vì tôi làm hại cô mất đi sự tin tưởng của các nghĩa à? Câu này xoáy thẳng vào nỗi đau của thiên giả khiến cô ta không nhịn được khẽ run người nhiếp nhiên thấy phản ứng của cô ta như thế bèn tiếp tục nói, nhưng sự thật là sau khi tôi biết thân phận thật của cô cũng không chủ động đi tìm cô, thậm chí ngay cả lúc nhận ra cô. Tôi cũng chưa từng làm hành động gì khác lạ, còn cô, cô không chỉ bắt cóc họ ngay giữa đường, thậm chí vì để ép tôi lên sàn mà muốn bóp nát cổ của Lý Kiêu. Để đến mức cuối cùng đấu thua tôi bị cắt nghĩa phát hiện. Cát Nghĩa thấy cô vô dụng nên mới muốn từ bỏ cô rồi mời tôi gia nhập, không phải sao? đối mặt với thái độ hùng hổ dọa người của nhấp nhiên thiên giả có phần không thể chống đỡ được an viễn đạo nghiêm mặt đi tới chỗ thiên giả cố gắng nhẫn nại hỏi thiên giả em là binh sĩ mà tôi đã dốc lòng bồi dưỡng sao em có thể làm như vậy nguồn ubtroyenonlầni com anh ta không thể hiểu nổi mấy năm qua thiên giả đã làm đến năm sáu nhiệm vụ mặc dù đều không phải là nhiệm vụ lớn nhưng lần nào cô ta cũng hoàn thành vượt mức cho tới bây giờ vẫn chưa từng có bất kỳ sai lầm nào sao lần này lại không hợp với thói thường như thế giết đồng đội nếu không phải do chính miệng tiên giả nói ra đến bây giờ an viễn đạo vẫn không thể tin được chuyện này là thật tiên giả đứng im lặng thật lâu khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của an viễn đạo lòng cô ta đau nhói cô trả lời với giọng cứng nhắc em có lỗi gì em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi thì có lỗi gì chứ hà giai ngọc tức giận mỉa mai cô dùng máu của đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ còn không biết sai à cô đúng là không phải là người cứ coi như tao muốn giết nó đi nhưng kẻ ban đầu đẩy nó vào chính là cô ta chứ không phải tao huống chi muốn hoàn thành nhiệm vụ vốn luôn phải có tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào bất kể là ai điều này từ khi bắt đầu vào quân đội các người đã nên có giác ngộ như vậy rồi thiên dạ lạnh lùng nói ra từng câu Chương 1252. Em không sai, người sai là cô ta hy sinh thì cũng phải nhìn xem hy sinh vì ai. Vì cô à, có đáng giá không? Nhiếp Nhiên nhìn thoáng qua An Viễn Đạo đang vô cùng tức giận và kinh hoàng. Thiên Giả trả lời ngay mà không hề suy nghĩ, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Chát, một cái tát rơi thẳng vào mặt Thiên Giả. Thiên Giả không kịp đề phòng nên cứ thế bị tát lệch mặt sang một bên. Cô ta đã từng luyện tập rất nhiều, cũng bị An Viễn Đạo phạt rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô ta bị tát cái tát này khiến cô ta hoang mang bối rối kinh ngạc sự phẫn nộ và đau lòng hiện lên trong mắt an viễn đạo tay anh ta run run đáng giá vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh đồng đội của mình là đáng giá à tôi dạy em những lời này lúc nào hả tôi đưa em từ cửa sau của sàn đấu đấm bốc về chỉ dạy tận tình cho em là vì để em đền đáp quốc gia để em cầm súng chĩa vào kẻ địch chứ không phải là chĩa vào đồng đội và người thân của mình Tiên dạ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt An Viễn Đạo, em làm như vậy cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vì đền đáp quốc gia. An Viễn Đạo cố gắng đè cơn phẫn nổ trong lòng xuống. Cho nên em có thể cầm súng bắn đồng đội của mình sao? Tiên dạ nghiêm mặt trả lời, em cho rằng dưới tình huống đó nổ súng là phương án tốt nhất. Kết quả lại nhận được tiếng cười khẽ của nhiếp nhiên, là phương án tốt nhất để lấy được sự tín nhiệm của các nghĩa hả? ánh mắt của thiên dạ lập tức chuyển đến trên người nhiếp nhiên ánh mắt kia hung ác như đang muốn giết quách cô cho rồi tóm lại em không hề sai mặt cô ta lạnh băng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác áy náy hay hối hận nào an viễn đạo thức muốn hộc máu phải mất một lúc lâu anh ta mới ổn định được hơi thở rồi đanh giọng ra lệnh em không cần phải làm nhiệm vụ này nữa cái gì thiên dạ cau mày em trở về cùng tôi về chấp nhận xử phạt em không về An viễn đạo không ngờ tiên giả sẽ từ chối mình nên hơi ngẩn ra. Anh ta biết tiên giả lâu như vậy rồi, từ trước đến nay tiên giả chưa từng trái lời của anh ta. Đây là mệnh lệnh, An viễn đạo lại lạnh giọng lặp lại một lần nữa. Em từ chối, trước khi em hoàn thành nhiệm vụ em sẽ không quay trở về. An viễn đạo thấy cô ta cố chấp như thế thì lửa giận cũng bắt đầu bốc lên, em, lặp lại lần nữa. Em không cho rằng mình đã làm gì sai, cho nên cũng không cần trở về chịu phạt. Sau khi nói xong, thiên giả lại nhìn sang nhiếp nhiên, đây là nhiệm vụ của em, không ai có thể giành được. Em, An Viễn Đạo vẫn chưa gian dậy xong, thiên giả đã nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn. chương 1253 Em không sai, người sai là cô ta nhanh, mau ngăn cô ấy lại. Tốc độ của thiên giả cực nhanh, An Viễn Đạo không bắt được cô ta bèn vội vàng hô lên hà giai ngọc là người nóng tính không quan tâm gì cả mà đã vội vàng tiến lên muốn ngăn chặn thiên giả nhưng năng lực của cô sao có thể so sánh được với loại người đã được huấn luyện bài bản như thiên giả mới một chiêu mà hà giai ngọc đã từ người đi bắt biến thành người bị bắt rồi hà giai ngọc thì sảnh nhìn thấy cảnh này vội vàng muốn xông tới cứu người thiên giả nhanh nhẹn bóp lấy cổ họng của hà giai ngọc hoàn toàn khống chế cô ở trước người mình tất cả lui ra phía sau cô ta nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt hung ác tất cả đều sợ hãi trước hành động của cô ta không ai dám bước lên phía trước thiên giả em đừng làm chuyện điên rồ mau thả hà giai ngọc ra thiên giả em làm như vậy sẽ chỉ sai càng thêm sai thôi tôi chỉ muốn rời khỏi đây nhưng các người lại ép tôi tôi không biết mình sẽ làm cái gì đâu thiên giả nhích từng chút một về hướng thang máy khi đến cuối hàng lang cô ta bỗng nhiên đẩy hà giai ngọc ra sau đó lách người vào trong thang máy đi mất An Viễn Đạo đứng ngẩn ra ở cửa ra vào, đến bây giờ anh ta vẫn chưa tiêu hóa hết sự thật này, cô ấy tại sao cô ấy có thể như vậy có nghĩa là thầy dạy dỗ tốt thôi. Nhếp nhiên cười đâm chọc An Viễn Đạo. Nhưng lúc này An Viễn Đạo không hề bị cô kích thích, anh ta đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào cửa thang máy rất lâu rồi lặng lẽ lên tầng về phòng mình. Bóng lưng cô đơn kia khiến Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh cảm thấy hơi bất an. Tại sao tôi cứ có cảm giác An Viễn Đạo đang rất thương tâm nhỉ? đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy an viễn đạo như thế này đấy giống như vừa nhận được một cú sốc cực kỳ lớn vậy ngay lập tức ti sảnh lên tiếng tiên giả là học viên đắc ý và đáng tự hào nhất của thầy ấy bị như thế này cũng là chuyện rất bình thường thôi hà giai ngọc nói tôi còn tưởng thầy ấy sẽ thiên vị thiên dạ đấy xem ra an viễn đạo vẫn còn biết công tư rõ ràng cho dù là người một nhà thì trên vấn đề nguyên tắc thầy ấy vẫn sẽ làm theo đúng luật nghe tiếng líu ríu thảo luận bên ngoài nhiếp nhiên hạ lệnh đuổi khách đối với thiên giả không phải chỉ đặt một cái bẫy đơn giản như vậy là có thể giải quyết được tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi hà giai ngọc nghe thấy thế bèn nói ngay ồ vậy chị nhiên nghỉ ngơi cho tốt đi cuối cùng chuyện này cũng kết thúc rồi chị cũng có thể an tâm ngủ một giấc thật sao có thể an tâm thật à sao cô thấy tất cả mọi thứ như vừa mới bắt đầu ấy nhỉ trên môi nhiếp nhiên thoáng xuất hiện một nụ cười hứng thú mà hoắc hoành từ đầu tới cuối chưa từng lên tiếng anh chỉ như một người ngoài bình tĩnh đứng xem ở sau lưng mọi người ánh mắt của anh vẫn luôn đặt ở trên người nhiếp nhiên đương nhiên anh sẽ không bỏ sót nụ cười thoáng qua kia của cô anh biết cô nàng này sẽ không buông tha cho thiên dạ giả đơn giản như vậy cô đã tính xong kế hoạch trả thù cô thong thả tra tấn thiên dạ cô nguyện ý đóng vai ác ma khơi gợi hắc ám đang bị phủ bụi trong lòng thiên dạ ra từng chút một sau đó khiến cô ta hoàn toàn mất khống chế, cho đến khi tiên dạ hoàn toàn sụp đổ cô mới dừng tay. Có lẽ cho tới hôm nay anh mới được chứng kiến thủ đoạn thật sự của cô. Những ngón đòn dữ dội thô bạo khiến cho người khác phải giật mình lúc trước kia chắc có lẽ đã là sự ban ơn lớn nhất của cô đối với người kia rồi. Anh cảm thấy hôm nay mình đến đây chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, ngoại trừ việc ném cái chậu hoa vừa rồi thì tất cả đều hoàn toàn không cần anh nhúng tay vào vở diễn này chỉ cần một mình cô cũng diễn xong đúng vậy vào giây phút ấy anh cảm thấy mình như người thừa vậy dường như lúc cô ở trong lồng ngực của anh và nói mình hối hận chỉ là một giấc mơ và tất cả những gì mà anh làm hoàn toàn là vô nghĩa cho dù là anh đánh liều mạng sống để tới đây hay là làm tất cả mọi thứ sau đó nhiếp nhiên vẫn là nhiếp nhiên cô không cần sóng vai với bất cứ người nào cô chỉ cần đơn độc một mình dũng cảm tiến tới không vì người nào ở bên cạnh mà bị trói buộc hoặc dừng bước lại anh cứ đứng ở cửa như vậy nhìn nhiếp nhiên trong mắt có sự cô độc và phức tạp đó là sự thất vọng và mất mát chính trị viên thầy không đi sao hà giai ngọc đã chạy vào trong hành lang khi thấy hoác hoành vẫn chưa đi bèn lên tiếng nhắc nhở hoác hoành nhìn thoáng qua người trong phòng một lần nữa rồi định nhấc chân đi Ai ngờ đúng vào lúc này nhiếp nhiên lại đột nhiên gọi giật anh lại, chính trị viên, tôi có lời muốn nói với anh. Chương 1254 Cắt đứt hoàn toàn anh sẽ hối hận hoác hoành đứng ở cửa, anh không đi nhưng cũng không bước vào. Nhiếp nhiên đầu quay về phía cửa, cười nói, cảm ơn. Hoác hoành lắc đầu, không có tôi. Em cũng có thể giải quyết được anh rất tin tưởng năng lực của nhiếp nhiên đây là người mà anh đã chọn lựa tuy thiên giả là người được an viễn đạo tự tay bồi dưỡng cũng dồn rất nhiều tâm huyết vào cô ta nhưng thiên giả vẫn còn kém nhiếp nhiên một chút không phải chênh lệch ở phương diện sức mạnh mà là ở sự tàn nhẫn hoác hoành đã tận mắt thấy cô đối xử với bản thân hung ác như thế nào xuống tay tàn nhẫn ra sao cho tới bây giờ cô chưa từng để lại đường lui cho mình đồng thời cũng sẽ không để đường lùi cho người khác nhiếp nhiên hiểu được ý tứ trong lời hoác hoành, cô cười lắc đầu, không phải tôi nói cái đòn hỗ trợ vừa rồi, tôi muốn cảm ơn vì anh đã ở đây, không có anh thì tôi không thể yên tâm diễn xuất như vậy. Trong mắt hoác hoành xuất hiện một vệt sáng, môi anh khẽ nhếch lên. Chắc chắn là cô ấy vừa nhìn ra mình có cảm giác mất mát nên mới cố ý gọi mình ở lại, cố ý nói những lời này. Xem ra cô gái nhỏ này đã dần dần bắt đầu có thay đổi với mình, ít nhất thì cô ấy cũng đã chú ý đến mình vậy em định làm gì để cảm ơn tôi đây không còn cảm giác cô đơn như vừa rồi anh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái của mình trên mặt lại mang nụ cười danh mãnh nhiếp nhiên mỉm cười với hoác hoành cô vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh nói tới đây nụ cười trên mặt hoác hoành lập tức cứng lại anh chỉ nói đùa thôi mà đâu thật sự muốn cô trả công cho mình nhưng lúc này ánh nắng chiều buông xuống nhiếp nhiên ngồi cạnh cửa sổ gương mặt nở nụ cười giọng nói nhẹ nhàng giống như đang dụ dỗ chào mời anh vậy Khoảnh khắc này, Hoác Hoành cảm thấy đầu óc của mình rơi vào trạng thái sảng khoái, giống mình vừa trúng một giải thưởng lớn vậy. Anh vô cùng lúng túng, đến ngay cả năm đó, khi lần đầu tiên nhận được tin mình phải đi làm gián điệp anh cũng không hề có bất cứ cảm xúc nào mà bây giờ nhấp nhiên chỉ gọi mình đi qua thôi. Anh lại bối rối đến vậy. Hoác Hoành cảm thấy ít hầu hơi khô nóng, anh nuốt ực một cái rồi thất thần bước từng bước một ngồi xuống bên cạnh cô lúc này nhiếp nhiên vẫn đang nở nụ cười với anh lại đột nhiên giơ tay lên tim hoác hoành thoát lại suýt nữa đã nhảy dựng lên w e b t r u i e n o n l i n e c o m em muốn làm gì anh đứng bật dậy nhìn nhiếp nhiên cầm một mảnh vỡ của cốc thủy tinh lên dưới ánh sáng mảnh vỡ chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo nhiếp nhiên huơ huơ mảnh thủy tinh vỡ trong tay vài vòng nụ cười trên môi cô rất ngọt ngào muốn cảm ơn anh mà có muốn không một lúc lâu sau hoác hoành chán nản lắc đầu không cần nữa anh biết ngay là cô nàng này không có lòng tốt mà mất công anh vừa rồi coi là thật nhiếp nhiên như không nhìn ra sự buồn bực của hoác hoành cô lại lắc mảnh thủy tinh vỡ trong tay không cần chẳng phải anh vừa mới nói muốn được cảm ơn sao trên môi cô vẫn còn nở nụ cười, nhưng cái mảnh thủy tinh sắc bén trong tay của cô khiến anh nhìn thế nào cũng thấy trong nụ cười ấy có xen lẫn cả ý nghĩ xấu xa nữa. Chương 1255 Cắt đứt hoàn toàn anh sẽ hối hận vẻ mặt hoác hoành đau khổ, anh thở dài, tôi vô phúc tiêu thụ kiểu cảm ơn này, vết thương trên lưng tôi còn chưa lành, tôi không muốn mình lại bị đổ máu nữa mỗi lần anh và cô nàng này gặp mặt nhau đều xuất hiện sự kiện đẫm máu nếu không phải cô bị thương ngất xỉu vào lồng ngực của anh thì anh lại bị thương để cô phải băng bó chữa trị nhưng tưởng tượng như vậy thấy cũng rất tốt mỗi lần đối phương cần đến mình bọn họ đều sẽ kịp thời xuất hiện ở bên cạnh nhau nghe hoác hoành nói thế cuối cùng nhiếp nhiên cũng khẽ cười ai bảo để anh đổ máu vậy cô nàng này cầm mảnh thủy tinh vỡ để làm gì hoác hoành đứng im lông mày nhíu lại em muốn làm gì nhiếp nhiên đưa mảnh thủy tinh ra cắt một vết sâu trên người tôi đi hoác hoành khiếp sợ nhìn cô anh không chắc chắn lắm nên hỏi lại lần nữa em nói cái gì tôi nói anh cắt cho tôi một nhát nhiếp nhiên kiên nhẫn lặp lại vì sao anh biết là vì sao mà nhiếp nhiên cười lại đưa mảnh thủy tinh tới nhưng hoác hoành không nhận lông mày của anh cau chặt vẻ mặt nghiêm nghị không thể dùng những cách khác được à nhiếp nhiên ngẫm nghĩ suy tư một lúc sau đó cô chỉ vào mặt mình, vậy chẳng lẽ để anh tát tôi một cái? Thế không đủ chân thực đâu. Hoác hoành hít sâu một hơi, anh ngồi trở về trên ghế sofa, nghiêm túc nói, nhiếp nhiên, tại vì sao em nhất định phải dùng cách tổn thương mình như vậy nhỉ? Bọn họ không đáng để cho em phải bị thương như vậy đâu. Nhưng anh không thể phủ nhận tôi làm vậy sẽ đạt tới hiệu quả rất tốt nhiếp nhiên giơ mảnh thủy tinh lên hoa ở trước mắt hoác hoành lần thứ ba đây là phúc lợi tôi cho anh đấy không nếu để chính tôi ra tay còn ác hơn em hoác hoành nghe cô nói mà chán nản bèn dứt khoát nghiêng đầu đi và nói vậy tự em làm đi anh chắc chứ thấy hoác hoành giống như rất quyết tâm nhiếp nhiên chỉ có thể gật đầu được rồi cô đưa tay lên giả vờ muốn rạch một đường lên cánh tay mình trong khoảnh khắc hạ mảnh thủy tinh xuống hoác hoành đã kịp thời cầm lấy cổ tay của cô mảnh thủy tinh kia dừng lại ở cách cánh tay nhiếp nhiên chỉ đúng một ly. Nhiếp nhiên ngoẹo đầu, nhíu mày nhìn anh. Hoác hoành tức giận oán thán, em bắt được thóp của tôi rồi. Nhiếp nhiên nói với vẻ vô tội, đâu có anh hoàn toàn có thể thở ơ lạnh nhạt. Hoác hoành sầm mặt trừng mắt với cô, sau đó cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ trong tay nhiếp nhiên. Anh biết rõ nhiếp nhiên nói đúng, phương pháp này rất tốt nhưng mà nhưng chẳng phải sẽ làm cô bị thương sao tay hoác hoành dừng lại ở giữa không trung chậm chạp không động đậy nhiếp nhiên thấy hết sự trần trừ và không nỡ ở trong mắt anh thế là cô thu tay về và nói được rồi đùa với anh thôi tôi phải đến chỗ an viễn đạo nói chuyện đây anh mau trở về đi thời gian này rất dễ bị người ta phát hiện ra đấy em nói đùa hoác hoành sững sờ sau đó anh nổi giận em cái cô nàng xấu xa này nhưng anh cũng không dám làm gì với nhiếp nhiên bổ nhào vào cô à anh sợ đến lúc đó nhiếp nhiên sẽ thật sự cho anh một dao mắt. Chương 1256 Cắt đứt hoàn toàn anh sẽ hối hận đánh cô. Anh sợ cô nàng này sẽ trở mặt thế thì người khổ vẫn là chính anh thôi. Anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng, cô nàng này đồng ý trêu đùa mình là đã có thể coi là biến tướng của sự thay đổi cách suy nghĩ với mình rồi nhiếp nhiên đuổi hoác hoành đang tức giận đi rồi nhặt mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất lên, mỉm cười rồi đi lên tầng đến phòng của An Viễn Đạo. Đến nơi, cô gõ cửa hồi lâu, An Viễn Đạo mới hầm hầm đi ra mở cửa, nhiếp nhiên hỏi, có thể tâm sự không? Thấy dáng vẻ thong dong của nhiếp nhiên, anh ta tức giận gắt cô cho rằng mình có thể thoát khỏi bị trừng phạt theo cách này. Cô sử dụng phương pháp nguy hiểm như vậy để chữa trị cho một người. Cuối cùng dẫn đến việc xấu nảy sinh, cô khó mà thoát tội được nhiếp nhiên tựa ở khung cửa cười nói, nhưng ít ra là tôi có lòng tốt, không phải ác ý, cô chưa từng nghe câu làm ơn thành má oán đấy à? An viễn đạo không hề khách khí mà cãi lại, dù sao cũng còn hơn thiên dạ có ác ý muốn giết người. Câu này làm cho ăn viễn đạo cứng họng vốn dĩ anh ta không phải loại người giỏi đấu võ mồm với người khác, anh ta là thể loại thích quát nạt dậy dỗ Rốt cuộc thì cô muốn nói cái gì với tôi? tất nhiên là liên quan đến thiên giả rồi giờ cô ta đã chạy mất thầy định lúc nào bắt cô ta trở lại an viễn đạo nhíu mày anh ta chưa kịp mở miệng thì nhiếp nhiên đã cướp lời giọng đầy hoảng hốt không phải là thầy muốn lấy tôi ra làm dê thế tội để bảo vệ học sinh tốt của thầy đấy chứ cô nói cái gì an viễn đạo sững người sau đó anh ta tức giận lớn tiếng quát lại cô yên tâm đi tôi nhất định sẽ xử lý công bằng chuyện của thiên giả vậy thì là lúc nào Mã tường sắp bị đón đi rồi, chúng ta cũng nên lên đường trở về, nhưng hiện tại thiên giả lại từ chối trở về. Chỉ với năng lực của một mình thầy chắc chắn không thể có biện pháp lôi được người ra từ chỗ các nghĩa phải không? Dù tôi có phải liều mạng cũng nhất định sẽ đưa cô ấy về, cô không cần quan tâm đến chuyện đấy. Nhiếp nhiên gật đầu, trông cô như đang cố ý hạ thấp giọng xuống mà lầm bầm. Nhưng giờ tôi có biện pháp vừa tốt hơn lại nhanh hơn, thầy có muốn nghe không? An viễn đạo trần trừ liếc nhìn nhiếp nhiên, hiển nhiên là đang đánh giá xem tính chân thật trong lời nói của cô. Nhưng nhiếp nhiên chẳng hề để cho anh ta ngẫm nghĩ. Cô nghiêng người đi qua an viễn đạo, bước thẳng vào trong phòng. chương 1257 Cắt đứt hoàn toàn anh sẽ hối hận nhiếp nhiên hoàn toàn không bị lửa giận của an viễn đạo hù họa. Cô vẫn ung dung nói. Vậy tôi cũng chỉ có thể cho rằng thầy đang cố ý muốn mở lối thoát cho thiên giả. An viễn đạo tức giận đến mức đứng chỉ tay vào mũi của nhiếp nhiên và nói, nhiếp nhiên, tuy tôi không phải là sĩ quan huấn luyện của cô, nhưng cũng là sĩ quan huấn luyện quân đội. Cô nói chuyện phải biết chừng mực một chút đi. Sắc mặt nhiếp nhiên cũng lạnh xuống, tôi phải biết chừng mực. Vậy chừng mực của anh đâu? Thiên giả là học viên của anh, cho nên anh quyết định lấy tôi ra làm kẻ thế tội thay sao? mượn cái chức sĩ quan huấn luyện này để chèn ép tôi tôi không hề làm vậy anh không làm nếu vậy thì vì sao anh lại không chịu đi bắt cô ta về rõ ràng vừa rồi anh có biện pháp có thể bắt được cô ta nhưng anh lại trơ mắt để cô ta đi mất anh dám nói anh không có lòng riêng lúc ấy thiên dạ bắt được hà giai ngọc sao tôi có thể đi bắt cô ấy được có cái gì là không thể lúc cổ lâm bị bắt làm con tin chẳng phải cô lính tốt của anh dứt khoát lắm đấy à anh nên học tập cô ta về điểm ấy mới đúng, cũng nên bắn chết luôn Hà Sai Ngọc. Sau đó bắt sống cô ta. Sự châm chọc của cô cuối cùng khiến An Viễn Đạo không thể nhịn được nữa, một tiếng đập bàn dữ dội vang lên trong phòng. Nhiếp nhiên, cô đừng có quá đáng. Tôi quá đáng, giờ anh mới là người quá đáng chứ, anh cố ý che chở cho cô ta, thả cô ta đi, thế chẳng phải là nghĩ coi tôi thành kẻ thế tội cho cô ta à? Nhiếp nhiên đột nhiên đứng phát dậy cái ghế bị đẩy mạnh phát ra âm thanh chói tay rồi bỗng cô cười lạnh cũng phải thôi thân sơ khác nhau mà tôi làm sao có thể so sánh được với người mà anh dốc lòng bồi dưỡng ra được là do tôi đã quá tin tưởng vào quân đội thôi nhiếp nhiên dường như rất thất vọng trong giọng nói của cô tràn đầy ý đoạn tuyệt cô nói cũng tốt dù sao trở về tôi cũng làm kẻ thế tội thay thôi thế thì chi bằng cắt đứt luôn cô muốn làm gì không liên quan gì đến anh nhiếp nhiên hừ lạnh một tiếng rồi quay người muốn đi ra ngoài nhiếp nhiên, cô đứng lại đấy cho tôi. An viễn đạo thấy nhiếp nhiên muốn đi thì vội vàng quát lên. Đáng tiếc nhiếp nhiên không thèm để ý anh ta. Ngay tại lúc cô vặn nắm cửa an viễn đạo đã vội vàng cất bước chạy theo kéo lấy tay cô. Hai người bọn họ cứ đánh nhau như vậy ở chỗ cửa ra vào. An viễn đạo nóng lòng muốn bắt cô về nên không nương tay chút nào. Mà nhiếp nhiên cũng muốn mau rời khỏi đây nên chiêu nào chiêu nấy cũng đều sắc bén hai người đánh liên tiếp qua mười mấy chiêu, đánh tới chỗ nào là chỗ đó như có bão càn quét qua, những thứ gốm sứ, thủy tinh trên bàn đều rơi hết xuống đất vỡ nát bét. Nhiếp nhiên chém một đòn mạnh mẽ về phía cổ của An Viễn Đạo, An Viễn Đạo lại nhân cơ hội này mà tấn công chân cô, anh ta đá một cước vào bắp chân của Nhiếp nhiên. Trường 1258 cắt đứt hoàn toàn anh sẽ hối hận nhưng lần này không hiểu sao nhiếp nhiên lại phản ứng chậm nửa nhịp nên bị an viễn đạo đá chúng cô ngã dầm xuống đất những mảnh thủy tinh trên mặt đất lập tức đâm rách cánh tay cô lực ngã xuống tương đối nặng gần như cả người cô bị đập vào mảnh thủy tinh vụn trên cánh tay có ngay mấy vết rách một ít máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay cô xuống nhiếp nhiên bò dậy trong mắt cô tràn ngập ánh lửa giận dữ Cô túm chặt lấy cánh tay mình, giọng lạnh như băng, "An Viễn Đạo, anh sẽ hối hận." Chắc có lẽ An Viễn Đạo cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ trở nên như thế này nên nhất thời đứng sững sờ, không có phản ứng. Đến khi anh ta lấy lại tinh thần rồi chạy ra ngoài thì nhiếp nhiên đã vào thang máy xuống tầng 1 rồi. Cùng lúc đó, sau khi trốn từ khách sạn ra ngoài, Thiên Dạ bắt taxi chạy thẳng đến chỗ cắt nghĩa. Ở chỗ cắt nghĩa, sĩ quan huấn luyện An sẽ không thể bắt cô ta được chỉ cần làm cho xong nhiệm vụ này sĩ quan huấn luyện an nhất định sẽ biết cô ta mới là người thích hợp nhất còn những lời lấy cớ kia của nhiếp nhiên mới là sai nhiếp nhiên nhiếp nhiên đều là do cái con nhiếp nhiên đáng chết kia thiên giả siết chặt nắm đấm trong lòng thầm chửi rùa xe chạy đến nhà máy bỏ hoang thiên giả xuống xe xong liền đi thẳng vào trong sàn quyền anh cô ta còn chưa kịp ngồi xuống ổn định lại nhịp thở thì nhìn thấy triệu lực hô lên chị thất chị đi đâu vậy Tôi tìm chị hơn nửa ngày trời đấy, cắt ra bảo chị lên lầu, ngày ấy đang ở trong phòng VIP chờ chị. Tiên giả ngẩn người, lên lầu. Từ sau lần đó, Cát Nghĩa vẫn chưa từng quan tâm đến mình, tại sao hôm nay đột nhiên lại tìm mình. Tiên giả lạnh lùng đáp rồi lập tức đi lên tầng 2. Lúc đến cửa phòng VIP, cô ta đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng của Cát Nghĩa từ bên trong vọng ra. Cô chắc chắn chứ? Được tôi biết rồi. chương 1259. Cắt đứt hoàn toàn anh sẽ hối hận hình như ông ta đang gọi điện thoại. Nhưng câu tôi đã biết kia là có ý gì? Ông ta biết cái gì rồi? Và ông ta hứa hẹn gì với đối phương? Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng thiên giả không thể đứng ở cửa nghe lén thế này được cô ta đành gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện trong phòng. Quả nhiên, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của cắt nghĩa ở trong phòng hạ thấp xuống, ông ta nói thêm vài câu rồi vội vàng cúp máy. Vào đi, giọng cắt nghĩa hơi trầm, có vẻ như vừa rồi bị ngắt quãng cuộc gọi nên ông ta hơi khó chịu. Thiên giả mở cửa đi vào, chào hỏi, cắt ra. Cắt nghĩa vừa nhìn thấy là thiên giả, sắc mặt rõ ràng thoáng tốt lên rất nhiều, ông ta cười nói, tiểu thất à, gần đây sức khỏe tốt chứ? Đã khỏe rồi à, vậy là tốt rồi. Cô không sao thì tôi cũng yên lòng. Ông ta đang quan tâm mình à, nếu như quan tâm thì vì sao nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không gọi mình tới đấm bốc thậm chí có đôi khi còn không tới. Nhưng nếu nói là ông ta không quan tâm đến mình nữa, vậy cái thái độ thờ phào. Buông lo lắng xuống như bây giờ đến từ đâu. Khi thiên giả đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại của Cát Nghĩa lại đổ chuông. Thiên giả biết điều muốn đi ra ngoài nhưng Cát Nghĩa lại chỉ vào ghế sofa cách đó không xa. Ra hiệu cho cô ta ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói chuyện với người trong điện thoại. Cái gì, chẳng phải đã nói để ngày mai mới giao lô hàng này à? Giờ tôi biết đi đâu tìm người nhận hàng. Không được, hiện tại không có người. Tôi cũng không có cách nào đi nhận hàng được thôi được rồi, các người đợi thêm hai tiếng nữa, tôi tìm được người xong sẽ tới lấy hàng. Sau đó ông ta gúp điện thoại, lại dùng điện thoại bàn trong phòng để gọi triệu lực lên. Triệu lực nhanh chóng chạy tới, cắt nghĩa trực tiếp ra lệnh, triệu lực tìm hai người đắc lực. Ban đêm cùng tôi đi lấy hàng triệu lực tỏ vẻ khó xử nói cát ra người của chúng ta đều đã qua bên phú hải hết rồi tôi móc đâu ra người đây đám lão già bên phú hải bên kia vẫn chưa từ bỏ ý định nếu rút người của chúng ta đi chắc chắn sẽ bị cướp hàng vậy những người khác đâu mấy đứa còn lại đều hơi kém bắn hỗ trợ còn được nhỡ mà phải sống mái thì cái đám này có thể nổ súng bắn chết ba người đã là tốt rồi ấy à vậy ý của mày là từ bỏ hàng à cát nghĩa lập tức giận tái mặt v -e -b -t -r u i e n o n l i n e -c -o -m. không phải từ bỏ thật sự là đám người kia không có năng lực ạ à, triệu lực cũng rất xoắn suýt hắn vò đầu bứt tay một lúc khoe mắt dường như vô tình nhìn thấy tiên giả hắn bèn vỗ đùi và nói hay là để chị thất đi ạ à? cát già cũng biết năng lực của chị thất mà cát nghĩa thoáng nhìn qua thiên giả nhưng ông ta lắc đầu chương 1260. Cắt đứt hoàn toàn anh sẽ hối hận tiểu thất còn đang trong thời kỳ dưỡng thương, không được không được. Tôi đang tính để cô ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian. Chữa khỏi vết thương rồi còn đi đánh quyền anh nữa. Nhưng ngoài chị thất ra thì không còn người nào thích hợp nữa đâu à. Triệu lực khuyên, bây giờ ở đây chỉ còn mình chị thất có năng lực lại được cắt ra tin tưởng, ngài đâu thể để cho một người mà ngài không tin tưởng đi đón hàng được phải không ạ? À? mấy thứ hàng kia đều là thứ khủng khiếp cả một khi bị phát hiện thì xong đời toà trông có vẻ cát nghĩa đã bị thuyết phục nhưng vẻ mặt ông ta vẫn hơi do dự lúc này thiên dạ lên tiếng cắt ra tôi không sao cứ để tôi đi cô chắc chắn chứ nhưng mà nghe thiên dạ nói thế cắt nghĩa cau mày một lúc rồi vẫn lắc đầu không được lần trước đấu quyền anh cô đã bị thương ở tay bác sĩ nói phải nghỉ ngơi thật tốt mới được tiên dạ lập tức nói không sao cái tay này của tôi về cơ bản là đã ổn rồi hoàn toàn không có vấn đề gì nếu muốn thay cát ra làm việc thật sao nhưng tôi vẫn lo lắng lắm tay của cô phải đánh quyền anh cho tôi nếu không có nắm đấm tràn đầy sức mạnh này tôi còn muốn cô làm gì câu nói cuối cùng của cát nghĩa có ý nghĩa khá sâu sắc khiến thiên dạ phải khẽ nhíu mày khi không thể xác định được hàm nghĩa bên trong lời nói của cát nghĩa thiên giả chỉ có thể sử dụng cách bảo đảm bảo thủ nhất cô ta nói cát gia yên tâm tay tôi chắc chắn không có bất cứ vấn đề nào hết cho dù là làm việc hay đấm bốc tôi đều có thể đảm nhiệm được thật sao thì ra cái gì cô cũng có thể đảm nhiệm được à vậy thì đúng là tôi nhặt được bảo bối rồi cát nghĩa nói nửa đùa nửa thật triệu lực đứng đấy nãy giờ yếu ớt hỏi vậy cát gia thế này là chốt rồi phải không nếu đã chốt thì tôi lập tức triệu tập mọi người sau đó chuẩn bị xuất phát đừng vội đừng vội tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được tiên giả và triệu lực nghe cắt ra nói thế bèn vội vàng biết điều đi ra ngoài đợi gần một tiếng sau cắt nghĩa mới từ trong phòng đi ra ông ta gật đầu đồng ý lời yêu cầu của thiên giả quyết định đưa theo cô ta đi lấy hàng điều này khiến thiên giả rất vui mừng Cát nghĩa can dặn triệu lực nhưng tiểu thất là người mới, cậu tìm thêm mấy đứa có kinh nghiệm như thế mới hỗ trợ cho tiểu thất được. Triệu lực gật đầu liên tục tỏ vẻ mình biết rồi. Sau khi hắn đã tập hợp đủ người, bọn họ lên xe, chạy đến địa điểm chỉ định. Xe chạy mất hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở một đỉnh núi vắng vẻ và hoang vu. Thiên dạ xuống xe rồi hỏi cát nghĩa ngồi ở ghế sau, cắt ra, người móc nối ở đâu? Ở trong xe cát nghĩa chỉ về hướng có ánh đèn bọn họ nói ở trong rừng cây kia tiên giả gật đầu sau đó nương theo ánh trăng đi về phía rừng cây dưới ánh trăng chiếu rọi mông lung cô ta nhìn thấy có một bóng người ở cách đó không xa thiên giả đi lên phía trước nhìn thấy bóng lưng kia hỏi cô là người móc nối à hàng đâu bỗng nhiên người đứng im lặng bất động đó quay đầu lại chẳng phải cô chính là hàng của tôi đấy à chương 1261 Cô ta là gián điệp, mau giết cô ta, thiên dạ kinh ngạc đến mức đứng sững tại chỗ. Nhiếp Nhiên, lại là Nhiếp Nhiên, tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta tới đây làm gì? Vô số câu hỏi không ngừng xông ra ở trong đầu tiên giả. Nhiếp Nhiên đứng chắp tay cách đó không xa. Bóng tối sau lưng giống như một đôi cánh màu đen uốn lượn mọc ra từ xương sống của cô vậy. Cô nở nụ cười quỷ mị, lạnh lẽo, thật khéo. Chúng ta lại gặp nhau rồi lần đầu tiên trong đời thiên giả có cảm giác hoảng sợ trông nhiếp nhiên thật giống như người trời sinh đã thích hợp sống trong bóng tối vậy sao mày lại nhiếp nhiên chậm rãi bước tới cô cười khẩy nói mày muốn hỏi làm sao tao lại tới đây à cắt ra nói hàng của tao tới rồi cho nên tao cũng tới thôi hàng mày đồng ý với cát nghĩa rồi đúng vậy đấy tao đồng ý gia nhập rồi nhiếp nhiên hào phóng gật đầu không thể nào chuyện này không thể nào được Mặc dù tiên giả nói không thể nào nhưng suy nghĩ trong lòng cô ta đã loạn hết cả lên rồi. Nhất nhiên có thể ngang nhiên gia nhập vào chỗ cát nghĩa như thế này, hẳn là ý của sĩ quan huấn luyện an phải không? Bởi vì vừa rồi mình từ chối cho nên thầy ấy đã thất vọng với mình. Vì thế mà muốn để nhất nhiên hoàn toàn thay thế mình làm nhiệm vụ này. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy rồi. Nhất nhiên, nhiệm vụ này là của tao, là của tao mày cút đi cho tao cút ngay cho tao giọng nói của thiên giả bắt đầu nôn nóng bất an mặc dù âm lượng đã giảm thấp xuống rất nhiều nhưng cô ta vẫn không thể nào che giấu được tâm trạng kích động thiên giả làm sao mà mày chỉ muốn nhiệm vụ mà không nghĩ xem vì cái gì cắt nghĩa lại đưa mày đến đây trong nháy mắt thiên giả giống như bị đứng hình tất cả cảm xúc đều biến mất cô ta bỗng có một dự cảm không lành mày có ý gì thiên giả lạnh giọng bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh Nhấp nhiên cười nhạt giải thích yên tâm ở đây không có người nào khác chỉ có tao và mày nghe cô nói thế thiên giả mới thoáng yên tâm nhưng cô ta vẫn duy trì tính cảnh giác lời mày vừa nói là có ý gì hả thiên giả suy nghĩ một lát đột nhiên cô ta bừng tỉnh ngộ thì ra đây là một cái bẫy chuyện đi nhận hàng chỉ là giả thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút là cô ta có thể phát hiện ra ngay xưa nay các nghĩ không phải là người tùy tiện ông ta sẽ không thể vì thiếu người mà qua loa cho một người mới tới nhận nhiệm vụ quan trọng như vậy. Thấy sắc mặt thiên giả càng ngày càng lạnh, nhấp nhiên lại mỉm cười, xem ra mày đã hiểu rồi đấy. Chương 1262 Cô ta là gián điệp, mau giết cô ta vừa dứt lời, nhiếp nhiên đã rút ngay một khẩu súng lục màu đen từ bên hông ra. Mày muốn làm gì? Thiên giả bất giác lùi về phía sau một bước mày sợ cái gì tao đã nhắm vào mày đâu trên môi nhiếp nhiên nở nụ cười khinh miệt cô lại lấy từ trong túi ra một ống giảm thanh nhanh chóng lắp vào họng súng sau đó cô chỉ họng súng đen ngòm nhắm ngay vào thiên giả chắc có lẽ do bị lời nói của cô kích thích nên lần này thiên giả không tiếp tục lùi về phía sau nữa nhiếp nhiên rốt cuộc là mày muốn làm gì nhiếp nhiên đè ngón tay cái lên chốt an toàn cô cười lạnh lẽo cổ lâm biến thành người thực vật đang phải nằm trong bệnh viện không rõ sống chết Mã tường bị gãy xương sườn, bị tổn thương tới nội tạng, phải nằm liệt giường. Chắc mày vẫn còn nhớ hai món nợ này chứ? Ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt thiên giả ngưng tụ lại, mày muốn giết tao à, mày dám không? Mày chịu đựng nổi hậu quả của việc dùng súng giết đồng đội sao? Đúng là không thể bắn chết đồng đội được, nhưng bây giờ mày với tao đã không phải là đồng đội nữa rồi. Sắc mặt thiên dạ càng trầm xuống. Cô ta cho rằng ý của nhiếp nhiên là bảo cô ta đã làm sai chuyện, trở về chịu phạt sẽ không còn là người của quân đội nữa. Nhưng cô ta lại không biết. Thật ra ý của nhiếp nhiên là mình đã trở mặt với An Viễn Đảo, hoàn toàn rời khỏi quân đội rồi. Thế nào rồi, nói chuyện phiếm xong chưa? Thiên dạ quay đầu lại, phát hiện Cát nghĩa đang đi tới từ đằng sau. Nhưng ánh mắt ông ta không hề đặt trên người cô ta mà đặt trên người nhiếp nhiên ở phía đối diện. Nguồn webteruiononline.com Nói cũng đủ rồi, giờ chỉ còn lại một phát súng này thôi. Vừa nói nhiếp nhiên vừa gạt chốt an toàn. Tiếng lạch cạch vang lên trong rừng cây trống chảy nghe rất đột ngột. Đột ngột đến mức làm trong lòng thiên giả giật mình, cô ta hô lên, nhiếp nhiên. Sao thế, trước khi chết còn muốn trừa lại ít di ngôn à? Mặc dù tao không rảnh truyền đặt lại di ngôn của mày, nhưng tao vẫn có thể cho mày chút thời gian nói vài lời đấy. Nhiếp nhiên hạ súng xuống, cười cay nghiệt nhiếp nhiên coi như tao có lỗi thì cũng không tới lượt mày phán xét tao hai đầu lông mày của thiên dạ lạnh đi tay cô ta siết chặt thành đấm nhưng cô ta không dám động đậy vì cô ta sợ khẩu súng trong tay nhiếp nhiên sẽ giơ lên bắn cô ta bất cứ lúc nào cô ta biết quá rõ năng lực bắn súng của nhiếp nhiên mày sai không phải tao đang phán xét mày mà là đang trả thù mày nụ cười trên môi nhiếp nhiên chậm rãi biến mất cô bắn ngay một phát vào bên cạnh chân của thiên dạ Thiên giả vô thức lùi về phía sau, nhiếp nhiên, mày điên rồi. Nhưng nhiếp nhiên chẳng thèm để ý, cô lại bắn thêm hai phát súng nữa vào ngay bên chân của thiên giả, dù đã gắn ống giảm thanh nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ hai tiếng phốc phốc kia. Mỗi một lần đạn chôn vào trong đất trái tim của thiên giả lại giật thoát. Thấy cặp mắt lạnh lùng của thiên giả hiện ra sự bất an, nhiếp nhiên cười khẩy, đúng vậy đấy, tao điên rồi đấy, thì sao? Giờ cắt ra đứng ở phía tao rồi trừ khi mày có thể khiến cho ông ấy thay đổi suy nghĩ, như thế có lẽ tình huống giữa chúng ta sẽ có thay đổi đấy. Tiên giả nhìn cắt nghĩa ở gần mình, phát hiện từ đầu đến cuối ông ta chỉ nhìn một mình nhiếp nhiên. Chương 1263 Cô ta là gián điệp, mau giết cô ta. Cô ta biết với tình huống như hiện tại, cát nghĩa tuyệt đối sẽ không có khả năng giúp cô ta. Nhưng nếu mình có thể đánh cược thì sao? ánh mắt thiên dạ lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lùng tự tin nhiếp nhiên làm sao mày biết tao không có thứ để đánh cược nhiếp nhiên hứng thú cười ồ mày có vậy mày nói nghe một chút xem nào tao rất muốn xem xem mày có gì có thể đánh cược đấy tiên dạ mím chặt môi có vẻ như đang trầm tư không phải nói là có thứ để đánh cược à tao đang chờ mày nói ra đây này nhiếp nhiên đùa cợt nhắc nhở sắc mặt thiên dạ âm u thâm trầm trong giọng nói của cô ta có sự dứt khoát nhiếp nhiên tốt nhất mày đừng ép tao tao ép mày là kế hoạch của mày không thể nào nói ra được chứ thiên giả nhìn nhiếp nhiên mỉa mai chế giễu mình mà bất giác siết chặt nắm đấm nhưng cô ta lại không tài nào mở miệng được nhiếp nhiên nói không sai đúng là kế hoạch của cô ta không thể nói ra được bởi vì một khi nói ra rất có thể cô ta và nhiếp nhiên sẽ chết cùng nhau nếu như mày không chịu nói vậy thì mày chỉ có thể chết cùng nó thôi đối mặt với dáng vẻ hờ hững của nhiếp nhiên cùng hành động dùng súng giả vờ uy hiếp rồi bắn dọa ở cạnh chân mình thiên dạ có cảm giác tôn nghiêm của mình đã bị dẫm đạp sâu trong đôi mắt lạnh lùng của thiên dạ tóe lừa im lặng mất mấy giây cô ta cất giọng nói bình tĩnh không hề nao núng để lộ sự quyết tâm cuối cùng các gia có lẽ ngài không biết cô ả à mà ngài muốn nhận vào này thân phận của cô ta là lính của đội dự bị nói câu này xong thiên dạ lập tức nhẹ nhàng thở ra cô ta biết mình thắng chắc không có cái gì nghiêm trọng hơn so với gián điệp cả dù chỉ là một khả năng cát nghĩa cũng sẽ không bỏ qua cho nhiếp nhiên nhiếp nhiên mày chết chắc rồi tiên giả nhìn chằm chằm vào người đang cầm súng đứng ở trước mặt mình kia muốn từ trong mắt cô nhìn thấy được sự bối rối và sợ hãi nhưng người trước mắt lại không có một tí ti bối rối nào cả thậm chí trên miệng cô còn khẽ cười cô ta cười cái gì không ngờ, đúng lúc này Cát Nghĩa lại từ tốn nói một câu, ừ, tôi biết. Cái gì? Thiên dạ quay phát đầu lại hỏi. Tôi nói là tôi biết, không chỉ biết cô ấy là lính. Tôi cũng biết cô và cô ấy đến từ cùng một nơi, cô đến chỗ tôi là để làm gián điệp. Người thiên giả khẽ run lên, cô ta nói với giọng ngỡ ngàng, ông biết. Làm sao ông có thể biết được? Cô ta có thể chắc chắn 100% rằng mình chưa từng bị lộ ra sơ hở. Thiên giả bỗng nhiên quay đầu lại, vô cùng phẫn nộ nói, "Là mày, chính mày đã nói cho ông ta biết. Mày dám phản bội quân đội." "Tao phản bội? Cái này rõ ràng là chính mày nói cho các gia biết, sao lại thành tao phản bội?" "Thiên giả, năng lực đổ tội cho người khác của mày càng ngày càng mạnh đấy." Nhiếp Nhiên cười lắc đầu. Chương 1264 cô ta là gián điệp mau giết cô ta thiên giả sững sờ sắc mặt cô ta lập tức lạnh đi không thể nào sao tao lại có thể nói ra những lời tự tìm đường chết như thế hả không có sao mày cẩn thận nhớ lại mà xem lúc ở trong bệnh viện tao và mày đã nói những gì nhiếp nhiên như đang dụ cô ta bắt đầu nhớ lại bệnh viện thiên giả cau mày cố nhớ lại cho đến khi cô ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía nhiếp nhiên là mày mày cố ý dẫn dụ tao đáng chết cô ta đã thật sự nghĩ rằng nhiếp nhiên phẫn nộ như thế là vì cổ lâm. Thì ra nhiếp nhiên đang dụ mình nói ra thân phận thật của mình. Tao đâu cô ý dụ mày, là chính mày không phát hiện ra phía sau có cái đuôi đấy chứ. Mày cho rằng gã lái xe kia đi rồi à? Thật ra là không hề, lúc ấy hắn chỉ nấp ở một chỗ khác trên hành lang. Vẫn đang nghe trộm mày thôi. Tiếng cười trầm thấp của nhiếp nhiên vang lên trong rừng cây nhỏ, giống như là đang cười nhạo sự ngu xuẩn và ngây thơ của tiên giả mỗi một câu một chữ của nhiếp nhiên đều đang kích thích thần kinh của tiên giả, mỗi một tiếng cười của cô đều giống như dao nhọn đâm mạnh vào trái tim cô ta. Tiên giả có cảm giác mình đã bị nhiếp nhiên chơi một vố. Thì ra thì ra vào lúc đó mày đã tính trước đường thoát cho mình rồi, thì ra ngay từ đầu mày đã nói chuyện xong với các nghĩa. Nhiếp nhiên cười lắc đầu, không không, vốn tao chỉ muốn cho cát ra biết thân phận thật của mày, sau đó mượn tay cát ra để giết mày. Mày cũng biết nếu như tao thật sự ra tay giết mày. Tao cũng sẽ bị hỏi tội mà. Vậy bây giờ thì sao, giờ mày không sợ bị hỏi tội nữa à? Giờ á?" Nhiếp Nhiên phá lên cười, giờ tao đã không phải là lính nữa rồi, tao còn sợ gì nữa. "Mày có ý gì?" Nụ cười trên môi Nhiếp Nhiên tắt lịm, đáy mắt cô hoàn toàn lạnh lẽo. "Sĩ quan huấn luyện tốt của mày, vì muốn bảo vệ mày mà định hy sinh tao." Tiên Dạ kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên, không thể nào. "Không thể nào, mày nhìn tay tao đi, đây là kiệt tác của hắn đấy." bác sĩ nói sâu hơn một chút nữa là đâm đến động mạch rồi nếu không phải tao chạy nhanh thì giờ đã chết rồi nhiếp nhiên lạnh lùng vén tay áo dài lên một chút trên cánh tay quấn một lớp băng vải rất dày bên trên băng vải mơ hồ còn dịn ra một chút máu đỏ đủ để có thể thấy vết thương kia sâu đến cỡ nào vết thương này là do sĩ quan huấn luyện an đâm vì mình thiên giả không thể tin được khi thiên giả còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nhiếp nhiên đã thả tay áo xuống. Trong mắt cô là sự hung ác nham hiểm, thiên giả, tao trở thành như ngày hôm nay tất cả đều do hai thầy trò chúng mày ban tặng. Thế mà mày còn có mặt mũi nói tao phản bội quân đội à? Rõ ràng là quân đội phản bội tao, là chúng mày có lỗi với tao. Cơn phẫn nộ đang không ngừng thiêu đốt nơi đáy mắt khiến đôi mắt của nhiếp nhiên phát ra ánh sáng quỷ gì. Tất cả đều do chúng mày ép. Không đâu, sĩ quan huấn luyện không phải là. người như thế. Mới vừa rồi thầy ấy còn muốn đưa tao về. Đọc truyện tại web trên online. Com. Nghe thiên giả nói vậy, nhiếp nhiên lập tức cười lạnh, bảo đưa mày về là để lừa tao thôi, thật ra mục đích thật sự của hắn là muốn bảo vệ mày. Chương 1265 Cô ta là gián điệp, mau giết cô ta thiên giả cảm thấy trong đầu mình loạn cả lên. Một giây trước gương mặt thất vọng và đau lòng của sĩ quan huấn luyện An vẫn còn ở trong trí nhớ của mình. Nhưng, một giây sau nhiếp nhiên lại nói tất cả những thứ đó đều là giả. Rốt cuộc thì cái gì là thật cái gì là giả? Thiên giả, mày không cần kinh ngạc đến như thế đâu, bởi vì tao sẽ không bỏ qua cho hắn, giống như sẽ không bỏ qua cho mày vậy. Đáy mắt của nhiếp nhiên có sự khát máu nồng đậm. Mày muốn làm gì, thầy ấy là sĩ quan huấn luyện đấy. Thiên giả cuống lên nhiếp nhiên nhếch môi cười giọng nói tràn đầy sự mỉa mai sĩ quan huấn luyện hắn mà xứng à vào khoảnh khắc hắn muốn giết tao thì hắn đã không xứng nữa rồi đương nhiên mày yên tâm đi nhất định tao sẽ để hắn làm bạn với mày trên đường xuống suối vàng không để cho một mình mày phải cô đơn đâu mày dám tao có cái gì không dám nữa mày cảm thấy hiện tại tao còn có cái gì để bận tâm sao huống chi mày có tư cách gì nói câu này bởi vì mày nên hắn mới giết tao là mày khiến hắn thành hung thủ giết người, là mày hủy hoại hắn, là mày gián tiếp giết chết hắn. Ba câu nói cuối cùng của nhiếp nhiên làm thiên dạ giật mình. Trong đầu của cô ta không ngừng vang vọng ba câu nói này. Bỗng nhiên thiên giả cảm thấy trong cổ mình ngòn ngọt, ngọt miệng cô ta phun ra máu. Cô ta tóm lấy lồng ngực như đang muốn vỡ ra, lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Nhiếp nhiên thấy thiên giả vì quá nóng lòng mà hộc ra máu, nụ cười quái dị trên môi cô càng lạnh hơn. Cô đi từng bước tới trước mặt thiên giả rồi chậm rãi cúi người xuống, nói bên tai cô ta, mày có biết vì sao tao mãi vẫn không giết mày không? Ngoài việc tao không muốn dính vào máu người thì còn có nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì tao vẫn luôn tìm kiếm thời khắc này. Dừng lại mấy giây, cô tiếp tục nói, quả nhiên, hắn mới là tử huyệt của mày. Nhấp nhiên đã bẻ gãy tay thiên giả, cũng làm cho cô ta ngã quỵ dưới đất với tư thế nhục nhã nhất. Nhiếp nhiên từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ thoi thóp của thiên giả, cha tấn đủ rồi, đã đến thời điểm nên đưa cô ta lên đường. Nhiếp nhiên đứng thẳng người lên, cô giơ tay ra, họng súng đen ngòm lại một lần nữa nhắm ngay giữa mi tâm của thiên giả. Nhẽ ra lúc trước tao nên giết quách mày đi mới đúng. Như thế đã không làm cổ lâm gặp tai nạn lớn như hiện giờ. Phóc, viên đạn bắn ra từ ống giảm thanh, trực tiếp ghim vào mi tâm của thiên giả trong nháy mắt thiên giả đã không còn hơi thở ngã xuống mặt đất nhiếp nhiên lạnh lùng nhìn thiên giả đang dần dần chết hẳn sau đó cô quay người rời đi cắt nghĩa ở sau lưng cô hai người một chiếc một sau bước ra khỏi rừng cây nhỏ triệu lực cung kính đón hai người bọn họ đi vào trong xe xe được khởi động chạy thẳng xuống núi trong xe cắt nghĩa nghiêng đầu hỏi người bên cạnh nghĩ kỹ thật rồi à Nhiếp nhiên từ từ nhắm hai mắt đáp lời, không muốn cũng không được tôi đã giết người, trở về chắc chắn sẽ chết. Dường như đã biết câu trả lời của cô từ sớm, cát nghĩa vui vẻ đưa tay ra, chào mừng cô gia nhập. Chương 1266 Đây là một cái bẫy nhiếp nhiên mở mắt nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, cô không đưa tay ra tiếp mà cười nhẹ, hỏi, cát ra, tôi có thể hỏi ông một chuyện không? Cát ra thấy cô không đưa tay thì chậm chậm để xuống, trên mặt ông ta không hề có vẻ gì không vui cả cô nói đi. Tại sao lại là tôi? Vì sao không thể là cô? Ông biết rõ thân phận của tôi mà vẫn còn muốn tôi gia nhập thậm chí còn đồng ý giúp tôi diễn một vở kịch thế chẳng phải là quá kỳ quái sao? Mấy hôm nay, ngày nào ông ta cũng đúng giờ đến tìm cô, nhưng trên thực tế chỉ là đang diễn kịch cho thiên dạ nhìn thôi. Trong cuộc trò chuyện thăm dò ở góc bệnh viện ngày hôm đó bọn họ đã hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương đồng thời ăn ý đạt được thỏa thuận ngầm ông không sợ tôi trở thành chị thất thứ hai à nhiếp nhiên mỉm cười đầy hứng thú nhưng cát nghĩa không hề bị lời nói của cô dọa sợ ông ta vô cùng tự tin nói cô đã bị ép vào hoàn cảnh khó cả đôi đường rồi tôi nghĩ cô không trở thành tiểu thất thứ hai đâu đúng không nụ cười trên môi nhiếp nhiên dần tắt thay vào đó đáy mắt cô xuất hiện tia lạnh lẽo đúng tôi đã bị bọn họ ép đến mức không còn con đường nào khác Nhiếp Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía trước, hai nắm đấm siết chặt. Gắt nghĩa quan sát nét mặt của cô, trên môi ông ta thoáng xuất hiện một nụ cười sâu xa. "Cho nên, tôi còn sợ gì chứ?" Nhiếp Nhiên kinh ngạc, sau đó cô quay đầu nở nụ cười, "Ông không sợ tôi là gián điệp, vậy chẳng lẽ ông không sợ có một ngày tôi sẽ giết ông, tự mình lên làm đại ca sao? Loại người giống như tôi không biết nói chuyện nguyên tắc gì đâu." Lời nói của cô cực kỳ to gan, làm Triệu Lực đang ngồi phía trước cũng phải giật mình không thể nào, chẳng lẽ cắt ra lại tìm về được một đứa ăn cháo đá bát. Ai ngờ, lúc này cắt nghĩa ngồi ở phía sau lại phá lên cười, ha ha tôi đã dám thu nhận cô thì không sợ có ngày đó. Nguồn uy com nhấp nhiên gật đầu cười, cắt ra quả nhiên can đảm hơn người. Nếu ông đã đưa người tới đây giúp tôi, để báo đáp lại, tôi nhất định sẽ làm cho ông hài lòng. Nói xong, nhiếp nhiên chủ động đưa tay ra. Cát Nghĩa nhìn thoáng qua bàn tay cô, sau đó cũng đưa tay mình ra bắt lấy. Cô là người mà tôi phải dùng trăm phương nghìn kế, mất biết bao công sức mới mời về được. Tôi vô cùng yên tâm và hài lòng với cô. Thật sao? Đương nhiên. Chỉ một cái bắt tay, ngay giây phút này thân phận của nhiếp nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Cô không còn là người của lớp 6 đội dự bị nữa mà là thuộc hạ của Cát Nghĩa, không phải tay đấm. Cũng không phải tay chân, cô là thuộc hạ đắc ý nhất được Cát Nghĩa tốn công mời về.